kêu gọi chống lãng phí. Sự khác biệt giữa lời nói và hành động của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy điều gì? Tình trạng lãng phí tài sản, tiền bạc vẫn diễn ra nghiêm trọng trong lĩnh vực công, ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Đây là một tình trạng hết sức phổ biến của giới lãnh đạo cũng như công việc trong bộ máy của Đảng và Nhà nước hiện nay. Nó gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế cũng như làm giảm sút sự tin tưởng của người dân. Vào ngày 13 tháng 10, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin giới thiệu bài viết chống lãng phí của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Tô Lâm đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác chống lãng phí, đồng thời nêu ra một số giải pháp thích hợp. Ông Tô Lâm cũng phải thừa nhận tình trạng lãng phí còn diễn ra khá phổ biến dưới nhiều dạng hình thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sự phát triển của đất nước. Đáng chú ý, ông còn đưa ra dẫn chứng sát thực bằng các con số cụ thể, trong đó trong 5 năm qua đã có gần 3.100 dự án sử dụng vốn nhà nước có biểu hiện lãng phí với tổng số tiền thất thoát lên tới 31.800 tỷ đồng. Gần 74.400 hectare đất bị sử dụng sai mục đích và có dấu hiệu của nhóm lợi ích. Ai cũng thấy tham nhũng và lãng phí là cặp bài trùng, do đó chống tham nhũng và lãng phí phải song song với việc chống các hiện tượng xảy ra trong Đảng thì mới đạt được hiệu quả. Cuộc chiến chống tham nhũng của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm từ đầu năm 2024 cho đến nay đã tiến hành rất mạnh mẽ và quyết liệt với những kết quả gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế. Cụ thể đã cho thôi chức 2 chủ tịch nước, 1 chủ tịch quốc hội, 1 thường trực ban bí thư cùng hàng loạt các lãnh đạo cấp cao như phó thủ tướng, bộ trưởng, bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, công luận cũng đặt câu hỏi về sự việc hết sức tai tiếng của ông Tô Lâm dưới thời ông là Bộ trưởng Bộ Công an. Đó là sự xa hoa của Đại tướng Tô Lâm và trợ lý Tân Sô xuất hiện trong một video quay cảnh bữa tiệc thịt bò rắt vàng trong chuyến công du Anh Quốc vào cuối tháng 10 năm 2021 của đoàn công tác chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu. Ông Tô Lâm đã ăn món thịt bò rắt vàng trị giá tới 1.450 bảng ở London. Trong khi đó, người dân cả nước đang đói khổ và gặp nguy hiểm tính mạng vì đại dịch COVID. Điều đó khiến cho dư luận liên tưởng sự diễn ra tại hội nghị cán bộ chủ chốt vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mượn câu nói rằng có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một phần, để mà nhắc nhở ông Tô Lâm. Trở lại chủ đề chống lãng phí của ông Tô Lâm này, ông đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng lãng phí, đồng thời nêu ra các giải pháp khắc phục. Theo đó, ông cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật, coi đó là yếu tố quan trọng để mà chống lãng phí. Về kinh tế cũng như vậy, Việt Nam phải thực hiện đúng, đủ và triệt để nguyên tắc. Vấn đề gì tư nhân đảm trách được thì nhà nước không tham gia. Để tiến tới xóa bỏ các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, mà việc rất nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước mỗi năm làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng là bằng chứng cụ thể nhất. Theo giới chuyên gia, các giải pháp của Tô Lâm vẫn chưa phải là giải pháp cơ bản, mà vấn đề quan trọng bậc nhất mang tính then chốt là phải đổi mới toàn diện thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay. Theo đó, cần xác lập hệ thống tam quyền phân lập cùng với hệ thống các tổ chức xã hội dân sự để tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát, chống tham nhũng, chống lãng phí và tiêu cực được thường xuyên hơn. Quan trọng hơn là cần phải tiến hành các biện pháp dân chủ hóa đất nước thông qua việc mở rộng quyền làm chủ của người dân như hiến pháp đã hiến định. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin kêu gọi chống lãng phí, sự khác biệt giữa lời nói và hành động của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nguyễn Xuân Thắng bao giờ mới hết nói phét? Tuyên bố sẽ đưa Việt Nam vào mức quỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được công luận trong và ngoài nước hết sức chú ý. Trong bài diễn văn tại Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, ông Tô Lâm khẳng định con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung của thế giới và nền văn minh nhân loại.
Tuy nhiên, một số vấn đề quan trọng hơn là trách nhiệm của nhà nước đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân thì không được ông Tổng Bí Thư chú trọng. Dường như đã nắm bắt được các đòi hỏi từ công luận, truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 15 tháng 10 tại Hưng Yên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các ban ngành tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước. Bản tin cho hay, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh, việc chăm lo cho con người là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, thể hiện đặc trưng bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Xuân Thắng được cho là một nhân sự chủ chốt trong phe Nghệ An, nhưng lại kéo quân về tận Hưng Yên là quê nhà ông Tô Lâm để mà tổ chức hội thảo. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nội bộ phe Nghệ An đã có biểu hiện giã đám và thiếu thống nhất. Về nhận định của ông Thắng khi cho rằng việc chăm lo con người là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện đặc trưng bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, công luận đánh giá đây là điều không có thật. Hơn ai hết, ông Tô Lâm vốn là cựu Bộ trưởng Bộ Công an càng hiểu rất rõ điều này. Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với chính sách coi trọng quá mức sự ổn định chính trị của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn tới tình trạng ưu tiên quá lớn cho ngành công an với ngân sách khổng lồ. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc phân chia chi tiêu ngân sách cho các bộ ngành của chính phủ cũng như các địa phương, trong năm 2024, Bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách nhiều nhất với hơn 207.000 tỷ đồng. Theo sau là Bộ Công an với ngân sách hơn 113.000 tỷ đồng. Nếu so với ngân sách của năm 2023 là 99.000 tỷ đồng thì đã tăng tới 14.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân sách dành cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng từ 6.200 tỷ đồng lên có hơn 7.700 tỷ đồng. Ngành y tế bị cắt giảm từ hơn 7.400 tỷ đồng vào năm 2023, nay chỉ còn 7.000 tỷ đồng vào năm 2024. Điều đó cho thấy chi ngân sách cho ngành công an là đặc biệt lớn, gấp khoảng 13 lần so với chi ngân sách cho giáo dục và y tế. Điều đó thể hiện chính sách hết sức bất hợp lý của chính quyền Việt Nam hiện nay. Việt Nam luôn khẳng định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, mặc dù việc đảm bảo miễn phí cho giáo dục, y tế là thể hiện tính ưu việt đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, nhưng nhà nước Việt Nam lại sử dụng chiêu trò xã hội hóa để mà bòn rút ngân sách cho giáo dục và y tế vốn đã quá ít ỏi và dành chi quá mức cho ngành công an và quân đội. Điều đó cho thấy mối quan tâm lớn nhất của lãnh đạo Việt Nam hiện nay là giữ vững an ninh chính trị để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. Họ hoàn toàn không hề xuất phát từ quyền lợi của nhân dân. Nhà nước Việt Nam luôn tuyên bố họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng trên thực tế, trong hàng chục năm qua, khẩu hiệu này đã bị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương đến địa phương đồng lòng cho biến tấu, và khẩu hiệu thực sự đã trở thành nhà nước của ông, do ông và vì chúng ta, về mọi nghĩa. Và cứ như vậy, người dân Việt Nam ngày thêm lầm than. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Nguyễn Xuân Thắng bao giờ mới hết nói phét đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.